Bình thường sáng đi làm có người ủi cho cái áo, tự nhiên cảm thấy cảm ơn. Và tự nhiên không ủi cái áo nữa, cảm thấy bực. Mày nha, tao cho mày ăn học, tao làm lụng cực khổ để tao lo cho mày. Nói có cái chuyện mày học không, mày làm không được. Mày làm bẻ mặt tao, mày chết mày với tao chưa? Bóp, bóp, bóp. Nó đang cầm cái điện thoại, bố sách cổ đưa lên tát nó cái bóp. Do đó tình yêu thương sẽ không bao giờ thật sự tồn tại nếu như thiếu sự hiểu biết. Anh chị nói không, tôi yêu thương, tôi không cần học. Thì điều đó đúng. Nhưng đó chỉ là cảnh giới bình thường của yêu thương. Tôi được học từ người thầy của tôi, ông tỷ phú Tony Robbins, nói rằng có 4 cách cấp độ để anh chị yêu thương. Cấp độ đầu tiên gọi là baby love. Có nghĩa là anh chị yêu theo bản năng. Anh chị yêu vì sinh ra anh chị muốn được yêu và muốn yêu người khác. Nó giống như một đứa trẻ thích được chiều chuộng và thích yêu thương người khác. Cái cảnh giới thứ hai được gọi là trading horse. Có nghĩa là những cái con ngựa thương mại, những con ngựa giao dịch. Ở cảnh giới này anh chị chỉ yêu người khác khi người ta cho anh chị một thứ gì đó. Nhưng người ta không cho mình nữa, tự nhiên mình bớt yêu và dường như không muốn yêu nữa. Mình về đến nhà mình thấy nấu cơm đầy đủ, tự nhiên cảm thấy thương. Nhưng bữa nay không nấu cơm, tự nhiên nó bớt thương. Bình thường sáng đi làm có người ủi cho cái áo, tự nhiên cảm thấy cảm ơn. Và tự nhiên không ủi cái áo nữa, cảm thấy bực. Bình thường mình không quan tâm đến điểm số, bỗng nhiên có ông hàng xóm qua hỏi con anh năm nay học sao. Tôi không biết sao nhưng mà con tôi năm nay thủ khoa của trường, học ngon lành lắm. Nhưng tôi thấy con anh hình như nó mê chơi game lắm, đúng không? Ông bố lắc đầu, nó học yếu lắm anh, tôi buồn vô cùng. Đó, ông bạn nói, ừ đúng rồi, tôi thấy nó lo chơi không học hành, lúc này có người yêu rồi, đâu nó học. Ông bố cảm thấy bị tổn thương và kìm nén nỗi đau của mình để cho người bạn ra về. Ông bố lén vô trong phòng học đứa nhỏ, nhìn nó đang cầm cái điện thoại, bố xách cổ đưa lên tát nó cái bóp. Đứa trẻ bật khóc và không hiểu vì sao mình khóc. Ông bố chỉ thẳng vào mức trẻ nói, mày nha, tao cho mày ăn học, tao làm lụng cực khổ đi tao lo cho mày. Nói có cái chuyện mày học không, mày làm không được. Mày làm bẻ mặt tao, mày chết mày với tao chưa? Bóp, bóp, bóp. Đứa trẻ khóc. Đó là tình yêu có điều kiện. Người bố đó cảm thấy bị tổn thương khi con mình không làm cái trang điểm, một cái vật phẩm để tô vẽ nét đẹp của mình. Người bố đó sinh đứa con ra và kỳ vọng rằng đứa trẻ này học giỏi để tôi xách nó, tôi so sánh với thằng bạn tôi. Nó cũng có đứa con. Để tôi cũng ngưỡng mực giống như nó, để tôi đi tôi tự hào về nó. Bởi vì nếu như không có đứa này, tôi không biết bằng cách nào để tôi so sánh cả. Nên tôi cần đẻ đứa này ra để làm gì? Để tôi xách đi, tôi khoe với người khác. Bây giờ nó không phải là cái điều đó rồi. Tôi cảm thấy mình yếu trở lại. Đó là người bố yếu đuối. Đó là người bố hẹp hòi. Đó là người bố thiếu đi sự hiểu biết. Ông ấy cầu mong một người khác đến với cuộc đời của mình để tô điểm cho cuộc đời của mình. Và khi cái điều đó không diễn ra được nữa, anh ấy không còn tình yêu thương được nữa. Do đó những người bố mẹ cảm thấy bị tổn thương khi thấy con mình không bằng người khác, thì đó là những ông bố yếu đuối. Đó là những người bố không thực sự có thực lực. Nên chúng ta không có cái quyền được trách móc con mình. Đó chính là tình yêu thương có điều kiện. Tình yêu thương thứ ba, đó chính là true love, tình yêu thương thật sự. Tình yêu thương này nó được tồn tại khi anh chị biết rằng con người là cần sinh ra để được yêu thương. Anh chị thương được người khác, anh chị gặp ai cũng trao được tình yêu thương của mình bởi vì anh chị có được điều đó. Nhưng tình yêu thương sẽ được dừng lại ngay lập tức khi người ta không bình thường với mình. Chỉ cần người ta làm anh chị đau, anh chị sẵn sàng dừng tình yêu thương đó lại ngay lập tức. Đó được gọi là tình yêu thương đích thực. Và cái cuối cùng trong tiếng Anh được gọi là spiritual love. Được gọi là tình yêu thương trí tuệ, tình yêu thương của sự hiểu biết. Đó chính là anh chị yêu ngay cả khi con mình học điểm không. Yêu ngay cả khi
con mình quay vô mặt mình và nó tát anh chị một cái. Anh chị yêu ngay cả khi một người nào đó trong cuộc đời đến chửi anh chị vẫn yêu được. Đó chính là được gọi là tình yêu thương của sự hiểu biết. Ở hiểu biết này, anh chị sẽ luôn luôn biết rằng bất kỳ một việc gì ai đó hành động đều ẩn chứa một lý do sau đó. Tình yêu thương này nó giống như anh chị đang đi đèn xanh đèn đỏ, anh chị dừng lại. Còn đằng sau có một chiếc xe nó đụng bể đít xe anh chị. Anh chị vẫn quay qua và nói, hãy đi đi anh. Hiểu không ạ? Bởi vì tôi đã có bảo hiểm lo rồi. Anh chị hiểu không ạ? Cái đó được gọi là cảnh giới yêu thương đẳng cấp nhất. Và tôi đã làm được điều đó. Có một người đã đụng vô đít xe tôi bời. Và tôi phải thay 33 triệu 500 ngàn. Nhưng tôi vẫn vui vẻ bước xuống nói, anh hãy đi đi. Bởi vì đã có bảo hiểm lo cho tôi rồi. Cách đây khoảng 20 ngày trước khi mà tôi đi học và tôi đi làm việc tại Hà Nội, có một chiếc Mazda 3. Nó đã chơi vào đít xe của tôi trong 1 phút 30 giây, tan nát cái đèn mé bên tay trái. Và cái đầu xe ổng banh chành, ổng phải sửa chiếc xe ổng. Và sau đó thì tôi nói, không sao đâu anh hãy bình tĩnh, bởi vì có cảnh sát lo cho chúng ta rồi. Sau đó tôi gọi cho công an quận 10 ra làm việc. Và thế là chúng tôi không ai tổn thương ai cả, bởi vì chúng tôi có được tình yêu của bảo hiểm. Tôi nói đùa thôi, có nghĩa là ở cái điểm cuối cùng đó gọi là tình yêu của sự hiểu biết. Bởi vì tôi biết rằng đụng xe xong có bảo hiểm lo, tôi không cần phải lo, anh gì hiểu không ạ? Có nghĩa là mình có được cái sự hiểu biết. Nhưng điều này có nghĩa là vậy, ở cái điểm cuối cùng, khi anh chị hiểu, anh chị sẽ dễ dàng thông cảm và tha thứ cho người khác. Anh chị đứng ngoài đường, có người sao đụng đít xe cái anh chị, anh chị hiểu, chắc thằng này mới lái xe. Tôi bước xuống, tôi biết chắc ông này mới học lái xe, mới lấy bằng được 8 ngày. Anh chị biết rằng đi ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thay gì ông đạp thắng, ông không đạp thắng, ông đạp ga. Tự nhiên tôi đang chạy, tôi làm cái gì mà đít xe sao nó làm cái đùng. Tôi bước xuống, mình mặc ông tái mét, ông nhìn tôi, nhìn cái đít xe tôi, ông cũng ngán. Ông nói, chết bà, lại chạy với xe không bao nhiêu tiền mà quất ngay chiếc mẹt, chắc chỉ chết thôi. Thế xuống là tôi nói, không sao anh yên tâm, có bảo hiểm không? Thế tôi giải quyết đi, rất đẹp. Có sự hiểu biết đó, nó đòi hỏi mình thấu hiểu. Và sâu hơn nữa, anh chị đang đậu xe, tự nhiên người đụng vô đít anh chị. Anh chị quay mặt lại nhìn cái khuôn mặt họ đầy nước mắt. Anh chị nghĩ, chắc là gia đình họ đang có chuyện. Nên thôi anh đi đi, để tôi xử xử. Khi anh chị đi ra ngoài đường, công an thổi anh chị vô. Anh chị móc ra 500 ngàn, nói khỏi thói. Đó được gọi là tình yêu của sự hiểu biết. Hiểu không? Nó đùa mà nó thiệt đó. Tôi chưa bao giờ phật lòng bất kỳ công an nào khi ông gọi tôi vô. Tôi chưa bao giờ làm cho các chú công an cảm thấy buồn vì gặp tôi. Tôi cá một điều luôn đó. Chưa có bất kỳ ông công an nào cảm thấy buồn vì gặp tôi cả. Đúng là gặp tôi, nói gặp anh đúng là có phúc. Bởi vì tôi luôn luôn cho nhiều hơn cái thứ mà người ta muốn. Khi tôi gặp một chú công an, tôi luôn luôn nghĩ gì nè. Bao nhiêu người trong số anh chị muốn biết cách tôi nghĩ? Công an có phải con người không ạ? Có ăn cơm không? Có vợ không? Có con không? Có cha mẹ không? Có cần kiếm tiền không ạ? Và tôi luôn luôn nghĩ mỗi buổi sáng khi anh rời khỏi nhà, vợ anh nói với anh thế nè, anh chiều về mua cho con bình sữa nha anh. Ba mẹ ở dưới quê gọi lên, con à, ba cần đi bệnh viện, gửi cho ba 2 triệu được không con? Bởi vì tôi có những người bạn làm công an, tôi hiểu anh chị hiểu không ạ? Họ cũng giống như anh chị vậy đó. Họ cũng tử tế dữ lắm. Nhưng họ cũng là một con người. Nên khi mà tôi gặp những người công an á, tôi nghĩ họ giống như đồng nghiệp và anh em tôi vậy đó. Nhưng họ đứng ngoài nắng, không được đeo mắt kính, không được bịt khẩu trang, không được đứng trong mát, nó khủng khiếp vậy đó. Thỉnh thoảng núp cái kẹt chút xíu cũng được.
Khi mình hiểu cái điều đó tự nhiên mình thương dễ anh chị, thương dễ. Nhưng nếu như tôi học một điều từ người thầy của tôi, ông ta nói thế này, nếu như trong cuộc đời này giờ mình nhìn nó mình không thương được nữa, có nghĩa là nếu mình nhìn mình còn thương được đó, mà có là bởi vì thằng này nó dễ thương, cái mặt nó có thể đẹp, nó cười với mình nhiều nên mình thương nó được. Nhưng mặt nó lúc nào cũng hầm hầm vô, sao đưa 500 đây, hiểu không? Cái mặt nó lúc nào mà bước vô là nó muốn mày đưa nhiều đây, thì làm sao thương đây? Mình nhìn một con người lời nói nó cũng không dễ thương, cái mặt nó cũng đã không dễ thương rồi. Bữa nó nhăn nhiều quá, đứa cược nó giống như con khỉ vậy đó. Nhìn cái mặt là không dễ thương được, không? Lời nói không dễ thương mà hành vi không dễ thương, lúc nào cũng đòi nhiều hơn số mình muốn. Là không dễ thương, như vậy thương làm sao? Vậy thương cái người dễ thương thì rất dễ, nhưng thương cái người không dễ thương mới khó. Đồng ý không ạ? Anh chỉ thương cái người mà em chào anh khỏe không? Cho mượn ít chục được thì nó dễ. Nhưng mà thương cái người mà không dễ thương mới khó. Bao nhiêu người trong số anh chị muốn học cái cách thương cái người không dễ thương? Dạ ta. Như vậy cái cảnh giới đó chính là làm thế nào để anh chị thương được cái người không dễ thương. Khi anh chị gặp một con người mà họ chả có gì tốt cả, họ nói chuyện là chửi thề, nói toàn là tiếng Đan Mạch, nói toàn là những cái điều tiêu cực, làm những điều xấu, phản ứng tiêu cực, nóng giận, nóng nảy, đập đồ, đánh vợ, đánh con, chửi chồng, chửi hàng xóm. Một con người tệ như vậy thì làm sao thương đây? Và đến lúc đó khi anh chị gặp những con người đó thì anh chị hãy tìm hiểu nỗi đau của người đó. Một con người mà họ không nói được những lời dễ thương, không hành động những lời dễ thương, không có được một cái suy nghĩ dễ thương, thì hãy tìm hiểu nỗi đau của người đó. Có những người khi anh chị hiểu rồi, anh chị mới biết rằng họ đã mồ côi cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Anh chị mới biết rằng tuổi thơ họ đã từng bị cưỡng hiếp. Anh chị mới biết rằng tuổi thơ họ bị đâm nhập, họ bị nhét vào trong xó, họ bị chửi, họ bị lăng mạ. Khi anh chị hiểu được điều này, anh chị sẽ dễ thương với họ. Để làm điều đó, nó đòi hỏi sự hiểu biết. Có những người bình thường họ rất tử tế, họ rất vui vẻ. Nhưng lúc đó họ nói giận lên đó anh chị, họ giống như một con ác quỷ. Họ có thể cầm một cái dao để làm tổn thương người khác. Họ có thể cầm một cây để làm tổn thương người khác. Và con người ta chụp ngay cái khoảnh khắc đó và căm phẫn người đó. Điều đó không sai trong xã hội chúng ta chẳng biết. Nhưng một ai đó đủ nhìn lớn hơn, họ bắt đầu nhìn thấy được rằng quá khứ của người này như thế nào. Bắt đầu họ cảm thấy hiểu được tại sao người đó làm như vậy.